À, con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan ngày 26 tháng 12. Con bán 8 màu cát. Đây, con vô chủ đề luôn. Đây là cái cát đầu tiên. Rất là to đẹp. Cát đợt này cây to, giá 25.000 một chậu. Và có 6 cái mặt bông khá đẹp. Và hai mặt bông cũ cuối cùng thì vẫn bán với giá là 23.000. Đây, tem đây nha cô chú anh chị. Cây này là cây song quay Nokashi. Cây này là cây Nokashi đai lên cây vàng lưỡi đỏ nhé. STC1 là 55. Rồi, con qua tiếp cái mã tiếp theo. Rất là đẹp, cái mã này rất là nhiều thân luôn. Đây. Tem nó là Face Pattern. Nó là màu đỏ nha cô chú anh chị. STC04. Con qua tiếp cái mã này rất là quen thuộc nè. Hồi đợt con có bán cây lớn rồi nè. Nail Hunter nè. Mã này có bán cây lớn màu vàng. Nail Hunter. Rất là đẹp luôn. Thì hôm nay con bán cái này trên YouTube, nhưng mà bên shop có bán theo cái đường link của Shopee đang có giá ưu đãi nha cô chú anh chị. Giá ưu đãi trên Shopee, đặt hàng trên Shopee chỉ với giá 21.000 thôi. Cô chú anh chị mua lẻ thì đặt trên Shopee rẻ hơn. Bởi vì đặt trên đây lẻ thì vẫn 25.000 bao, không bao phí vận chuyển. Shopee thì giá 21.000, đang có chương trình duy nhất trên Shopee. Con sẽ để cái đường link để cô chú anh chị đặt nhé. Đặt hàng 6 cái mã cát này trên Shopee chỉ với giá 21.000 một cây. Đấy. Và bán theo cái combo 6 cây đó. Rồi, con tiếp qua cái màu tiếp theo. Cái này thì con đang xếp ra, chưa xếp xong. Cây rất là to luôn. Đây là cái màu Amazing Rainbow. Amazing Rainbow. Rất là đẹp. Giá 25.000 nếu cô chú anh chị đặt combo trên Shopee á, thì 6 cây combo 6 cây á, thì chỉ với giá là 21.000 thôi. Rẻ hơn được nhé. Rồi, con qua cái màu tiếp theo đó là màu đỏ mini STC 112. Con nhầm. Cái mã này là mã Song Go. Đây, đây mới là mã STC112 nè. STC112. Màu red, màu đỏ. Pay Milo gì nhân với cái tên này, tên của Thái. Chỉ biết được nó là cái mã 112 thôi. Đó, 6 mã, và con còn thêm một cái mã tím và mã hồng như cái đợt vừa rồi con bán á, thì cái đó là giá 23.000 nhé. Thì cô chú anh chị đặt thì có thể để lại con số điện thoại con gửi. Tiếp theo nữa là con bán cây trầm. Cây này là cây trầm, con nhầm, cây trắng mũi hồng của Thái, cái hạt trắng mũi hồng của Thái đã thắt ngọn chuẩn bị ra bông, vừa rồi có bán rồi. Và giá nó là 120.000 một bảng, mua hai bảng bao ship. 120.000 một bảng, mua hai bảng bao ship. Ở trên Shopee cũng đang có cái trợ giá cho cái bảng phi điệp này nhé. Cô chú anh chị có thể theo cái đường link bên dưới comment đó và đặt hàng. Ngọc điểm này thì đang có giá là 16.000. Rất là nhiều màu luôn, đang có giá là 16.000 một chậu như này. Bên Shopee cũng vẫn có đường link.
để đặt cái ngọc điểm này. Cô chú anh chị đặt hàng nhớ follow và bình luận nếu hàng chất lượng ạ. Cô xin cảm ơn.